tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực Hòa Vang tổ chức tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện để thu thập ý kiến nguyện vọng cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri trên địa bàn huyện quan tâm phản ánh tình trạng ngập úng cục bộ tại một số thôn có nhiều dự án đang triển khai, việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất còn nhiều vướng mắc, công tác bố trí đất tái định cư còn chậm chưa hợp lý. Cử tri Đặng Nghi, thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến cho rằng một gia đình có đông con nhưng theo quy định chỉ được tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức là chưa hợp lý. Còn cử tri Trần Văn Phôn, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú kiến nghị nên có chế độ hỗ trợ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số về chỗ ở khi làm việc tại các quận nội thành và xây dựng nhà tránh bão cộng đồng cho đồng bào dân tộc cơ tu tại thôn Phú Túc. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực Hòa Vang đã tiếp thu và giải trình nhiều kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị này sẽ được tập hợp đầy đủ và báo cáo tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 sắp tới.